Nếu chỉ nhìn lướt qua, quán cà phê này trông chẳng khác gì những tiệm cà phê bình thường. Điều đặc biệt là từ người pha chế, người phục vụ đến nhân viên tính tiền ở đây, tất cả đều là trẻ khuyết tật. Quán cà phê tên Thương Cà Phê ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa là nơi dạy nghề cho các em khuyết tật, giúp các em có cơ hội vừa học vừa thực hành để phát triển thành một công việc ổn định. Ở quán, mỗi em có một công việc riêng như pha cà phê, làm nước ép, sinh tố, chạy bàn hay rửa ly. Dù giao tiếp khó khăn, nhưng các em vẫn hiểu nhau, chủ yếu là qua những ánh mắt, cử chỉ. Mong muốn, mục đích để cho các bạn có được cái nghề khi các bạn không còn học ở đây nữa, thì đó là của giám đốc, của các thầy cô và các bậc phụ huynh. Thì rất mong muốn có được cái nghề để các em ra sau này khi hòa nhập với cộng đồng, các em có thể kiếm được tiền để nuôi bản thân mình, không lệ thuộc vào gia đình, không gánh nặng cho xã hội. Ở Thương Cà Phê luôn đồng đầy tình thương, đúng như cái tên gọi của quán. Tình thương đến từ các cô hướng dẫn luôn kiên trì, nhẫn nại và dịu dàng. Tình thương đến từ các khách hàng dễ mến, không bao giờ tỏ ra khó chịu dù được phục vụ chậm hay đôi khi đồ uống chưa ngon. Và tình thương đến từ chính các em dành cho nhau trong lúc làm việc. Khi mà đến đây rồi thì em thấy là rất là cảm ơn là các cô ở đây đã mở ra cái quán này và giúp cho các bé có một cái sự hòa nhập với cuộc sống và có một cái kỹ năng để sau này mà mấy bé có ra ngoài thì có thể hòa nhập được với mọi người. Đến Thương Cà Phê, có thể thấy bàn ghế với đủ màu sắc và nhiều loại khác nhau. Lúc đi vào hoạt động, quán không có đủ kinh phí nên mỗi người góp nhặt cho ít bàn ghế, người tặng máy pha cà phê. Thậm chí có quán cà phê ở Nha Trang còn tài trợ luôn cả cà phê mỗi khi quán cần. Quán ra đời không vì mục đích kinh doanh mà là nơi để các em được thực hành về pha chế, phục vụ với mong muốn tạo ra môi trường cho trẻ rèn luyện khả năng giao tiếp, biết được một nghề để các em tự tin hơn trong cuộc sống tương lai. Tại Thương Cà Phê hiện có 14 em khuyết tật đang được thực hành các kỹ năng pha chế, phục vụ. Mỗi em được học trong vòng 3 tháng do các giáo viên thuộc các trung tâm dạy nghề tại Nha Trang hướng dẫn. Lãnh đạo Trung tâm Phục hồi Chức năng Giáo dục Trẻ em Khuyết tật Khánh Hòa cho biết, mong muốn lớn nhất của những người sáng lập ra Thương Cà Phê là các em ngày một tiến bộ, vượt qua mặc cảm, tự tin hòa nhập cộng đồng và sống có ích. Trong thời gian tới, Thương Cà Phê mong muốn có thể tiếp nhận thêm nhiều em khuyết tật khác, mở rộng thêm các chương trình để giúp các em có nghề nghiệp, lo cho tương lai sau này.